Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Trọng Bình, sinh năm 1969, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Lâm Trường Khai Đen về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại địa tiểu khu 316, lâm phần do chi nhánh lâm trường Trường Sơn quản lý, thuộc địa phận xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 8 bị can có liên quan. Mở rộng vụ án và trưng cầu giám định, bước đầu cơ quan điều tra xác định số cây gỗ gụ lau tại tiểu khu bị khai thác trái phép có trị giá lên trên 300 triệu đồng. Với chức vụ trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Lâm Trường Khe Đen, Hồ Trọng Bình phải chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý bảo vệ rừng đã được chi nhánh Lâm Trường Trường Sơn giao khoán, trong đó có tiểu khu 316. Bình đã không làm hết trách nhiệm cho nên không phát hiện ngăn chặn hành vi khai thác trái phép số cây gỗ vụ lao này.